Xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay xin mời mọi người cùng trải nghiệm một ngày đẩy côn cùng hai anh em mình nha mọi người. Chào mọi người nha. Đây là cái dàn côn mà anh em mình nó đang gáp vào để chuẩn bị đi đẩy cho mọi người xem nhé. Thì cái dàn côn này thật ra miền Tây mình gọi là dàn côn, nhưng nó là một cái dàn mà chì á mọi người. Đây, thì trên đây là có những cái thanh chì nè, những cái thanh chì kết lại với nhau như thế này nè, tầm 2 cm nhé, tầm 20 cm thì có một cái thanh chì như thế này, và mình kết lại với bằng một cái cọng dây như thế này nha, để mình căng nó ra. Thì mùa này nước đang nước nổi thì có cá lóc với cá rô phi nó lên đồng rất là nhiều. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ gáp cái dàn côn này để đi đẩy kiếm một ít cá về ăn nha. Đó, đây là cái công đoạn gáp cái dàn côn cho nha mọi người. Nếu quý anh chị các bạn mình chưa biết mà cái cách bắt cá với cái dàn chì này như thế nào thì chắc anh chị cũng thắc mắc phải không? Tại vì anh như anh chị nhìn thấy ở đây là chỉ có những cái cây chì như thế này nè, nó thưa thưa như thế này thì làm sao mình đẩy đi mình bắt được cá. Thì một tí nữa hai anh em mình đẩy và anh chị các bạn mình xem nhé, xem cái cách bắt cá của hai anh em mình nhé. Thì ở đây mình có dụng cụ của mình là có một cái nôm để bắt cá nè mọi người, và đây là một cái xô nha, cái xô để mình hồi mình dính cá mình sẽ đựng trong cái xô này. Đó, bây giờ mình đã lắp ráp cái dàn chì này xong, thì giờ hai anh em mình sẽ tiến hành đi đẩy để xem hôm nay thu hoạch được bao nhiêu cá nha mọi người. Đó, mùa vụ này ở miền Tây mình thật ra nước hiện tại bây giờ cũng chưa phải là nước nổi lớn lắm nha mọi người. Nước hiện tại là cũng đang dâng lên từ từ, và cái mực nước này là chưa phải là mực nước cao nhất nha. Nếu mà thời điểm nước cao nhất thì có thể ngập những cái đọt lúa này luôn, còn bây giờ thì nước nó đang dâng lên từ từ nha. Cái khúc này thì hồi nãy mà anh em mình gáp cái này vô thì phát hiện có một người đẩy ngang đây rồi mọi người, khi xa trên kia kìa, người ta đang đẩy trên kia, nó hơi khá xa có thể mọi người không nhìn thấy. Thì anh em mình sẽ đi tìm cái chỗ khác nha, anh em mình đẩy một đoạn này sẽ di chuyển qua cái chỗ khác nha. Đây, mới phát hiện con cá chuối đầu tiên mọi người. Sao, có không? Có, rô phi. Rô phi. Rô phi nhỏ. Đây, được con cá rô phi đầu tiên. Con cá khá là nhỏ luôn. Được con cá nhỏ nha mọi người. Bây giờ đẩy tiếp. Có phải đầu. Một con khởi đầu. Đây, tao phát hiện có cá chuối mọi người, con cá. Đây là mọi người, cái tim nó nằm đây nè. Đó, nó có lên tim mọi người. Rồi rô phi nữa. Rô phi nữa. Giờ hút này không có cá lóc à. Rô phi mà được khui bự. Cá này ăn cũng được nữa mọi người. Có đỡ hơn không? Được con rô phi bự mọi người. Đó, thì mình đẩy, khi nào mà đẩy tới cá thì cá nó sẽ chúi xuống sình đó mọi người. Chúi xuống sình thì mình dùng nôm, mình nôm để mình bắt thôi. Cái này thì thường là thường thường đẩy là cá lóc nó chúi nhiều, nhưng hôm nay lý do chắc không, chắc cá lóc người ta đẩy nhiều quá rồi. Bây giờ thì chưa thấy cá lóc mà được hai cá rô phi. Có cá chuối nữa mọi người ơi. Cá chuối nữa. Rô phi nữa. Lại là rô phi. Con cá rô phi bự mọi người. Ồ, cá rô phi này ngon rồi. Hai anh em mình đẩy thì nhìn ra xa bên kia có một anh đang đẩy nữa mọi người. Đó. Có một chú đang đẩy phía bên kia nữa kìa. Ê, kìa. Có dấu hiệu chú nữa mọi người. Có dấu nhiều không? Phía ngoài á. Rồi, mất tiêu rồi. Xích qua đây, xích qua chân mày. Rồi, không dính rồi mọi người. Nôm sai vị trí rồi, không dính được cá rồi. Sao dính được mấy con cá, cảm giác sao? Thấy nó khỏe lại liền mọi người. Có cá là khỏe phải không? Có cá là khỏe.
đó thì một thằng em mình nó đang đẩy trên đó, ở đây mọi người thì mình đang ngồi trên xuồng nè, thì mình ngồi cái này một tí nữa thằng em mình nó sẽ mệt thì sẽ đổi người nhé, sẽ thay phiên nhau đẩy, một người đẩy thì một người ngồi nghỉ nha mọi người, thì đẩy như thế thì mình mới đẩy được cái thời gian dài được. Nước này hơi sâu quá, ở đây nó nước hơi sâu quá. Ủa ra cái gì goofy. Lại là goofy nữa. Dạ, đừng quậy con. Những cái đoạn này không có cá lóc ta, hay dịch ảo quá cá lóc nó không ở hả? Ú ngon mọi người ơi, nước sâu có goofy bự chà bá luôn. Ngon khỏe đó mọi người, có sức lực rồi đó, hai anh em mình có sức rồi đó. Cái đây cái lúc đoạn đầu ra thì đẩy một khoảng đường cũng khá xa thì không có phát hiện con cá nào hết trơn á, nhưng mà đẩy một đoạn ra tới cái gần cái bờ đê này nè mọi người thì cá chuối liên tục luôn, làm cho hai anh em mình có cảm giác phấn khích rồi đó. Dương đông kích tay ừ. Bây giờ mình sẽ quan sát nha mọi người, quan sát kiếm cá chuối cho mọi người xem. Ừ. Nhỏ xíu mà chú bự thế. Nhỏ quá thả mọi người. Hai anh em mình đẩy được một lúc thì trời mưa lớn luôn mọi người. Nè hiện tại là trời đổ mưa cũng khá lớn đó mọi người, thì hai anh em sẽ đẩy thêm một tí nữa, khi nào mà mưa lớn quá đẩy không được thì hai anh em mình sẽ tìm cái chỗ trú nha mọi người. Đây, mưa đẩy luôn không, mưa đẩy luôn cho nó mát, khi nào lớn mà hết thấy thì mình đã nghỉ, mưa gì đẩy nó mát. Mưa đẩy đi nó khỏe, nó không được, trời mưa này đẩy thấy chứ khỏe hơn trời nắng đó mọi người, trời nắng mình đẩy đi nó mau mệt lắm, trời mưa này thì có cái nó ướt mình nhưng mà nó không, nó mát mọi người. Nếu mà có cá thì mình đẩy không thấy mệt mọi người, mà nếu mà đẩy một đoạn xa mà không thấy cá thì mình mới có cảm giác mệt, còn khi mà mình thấy cá rồi á thì mình sẽ cảm giác mình phấn khích đó mọi người, không thấy mệt đâu. Đây mọi người, hai anh em mình đi nãy giờ quên cái bảo bối rồi mọi người, trong đây mọi người biết cái gì không, đó là nước đó mọi người, yếu cái này là đẩy không nổi rồi mọi người, nãy giờ hai anh em mình đi mà quên mang nước theo, giờ hai anh em mình quay trở vô thì lấy nước nha. Đi cái này thiếu nước giống như là xe chạy bị thiếu xăng nha mọi người, khỏe chưa ơi. Ok bây giờ đẩy tiếp nha, bây giờ cho anh em mình nó nghỉ ngơi mọi người, mình đẩy phụ nó một lúc nha, bây giờ mình sẽ tắt máy để đẩy phụ nữa nha. Nó đẩy nãy giờ cái chú đằng đó mọi người đang đẩy đằng kia, chia sẻ là đẩy nãy giờ chú đẩy sáng giờ được khoảng 2 ký cá mọi người, 2 ký cá lớn nhỏ lộn xộn, thì chú lên tới cái trên kia có cái chòi dịch, người ta đang chạy dịch đó mọi người, ta cắm chạy đó để nuôi dịch đẻ, thì bán là cho chạy dịch đó luôn thì được 50.000 một ký mọi người, thì 2 ký là được 100.000, thì đẩy chú đẩy sáng giờ thì được mới có 2 ký cá rồi chú bán được 100.000. Thì ở miền Tây mình kiếm cá hoặc là nếu mà 100.000 thì số tiền nó không lớn cũng không nhỏ mọi người, nếu mà 100.000 mình đối với mà trong mùa dịch này cũng quý chứ hả, đủ được người ta trang trải một ngày ngày hơn á, nếu mà tiết kiệm, tại vì mùa dịch này ở miền Tây mình mọi người, mùa nước nổi này thì hầu như là mọi người kiếm ăn cá là nhiều mọi người, ra đồng kiếm cá ăn không à, thì cái tiền chi phí mà để chi phí ăn uống thì nó được giảm xuống, chủ yếu là mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết thôi nha. Không biết thì chỗ anh chị và các bạn có còn dịch hay không, có thể bình luận bên dưới nhé, chứ hiện tại chỗ mình hiện tại đang vẫn còn dịch đó mọi người, đang còn phong tỏa, chưa có cho đi lại, chỉ cho đi lại trong cái khu vực của mình thôi, là khu vực của mình trong cái khu vực thôi nha mọi người, chứ không phải trong phường đó, trong khu vực nhỏ bán kính là tầm khoảng 2 km đổ lại. Bây giờ trong chỗ của mình đang ở vùng xanh thì người ta không cho đi ra ngoài, chỉ di chuyển xung quanh trong cái khu vực của mình thôi. Hai
anh em đi đẩy nãy giờ, thì bây giờ cũng quay về điểm xuất phát nè mọi người. Đây là cái điểm xuất phát lúc nãy mà hai anh em mình đã gáp cái dàn chì vô chỗ này mọi người. Bây giờ thôi hai anh em cũng xin kết thúc nha. Anh em mình đang mở cái dàn chì ra để trả ông cậu mình mọi người. Dàn chì này là mình mượn có ông cậu Tám mình đó. Nhà cậu Tám ở đây nè. Đó thì cái thành quả nãy giờ hai anh em đẩy được nè mọi người. Cho mọi người xem một chút cái thành quả của hai anh em mình đẩy từ buổi trưa tới giờ. Đây nè mọi người. Thì mình nhìn sơ sơ tổng tầm khoảng 2 cái cá mọi người. Mà đa số là cá rô phi á mọi người. Cá rô phi thì nó hơi nhiều, cá lóc thì được vài con chứ một ít con cá rô đồng. Cá rô phi thì nó cá to to không mọi người. Thì thôi hai anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người thấy nếu mà mọi người đã xem video đến đây á thì hãy cho anh em mình một like và ủng hộ anh em mình bằng cách ấn vào đăng ký kênh nha mọi người để anh em mình có nhiều động lực để làm thêm những video tiếp theo cho mọi người xem nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye mọi người. Quá mệt mọi người.